Hôm nay là Gray đang thử làm bánh mì nha các bạn. Bánh mì Việt Nam, lần đầu tiên anh ấy làm không biết có được không. Trong thời gian mình đang trong toilet bầu tâm sự thì anh ấy đã nhồi được 1, 2, 2, 4, 6, 6 cái ổ bánh mì. Đây là cái phần bánh mì sau khi ủ được 15 phút nha bạn. Cái phần bột. Bây giờ Gray chuẩn bị nhồi bột. Why you don't use the island tables with her? I just didn't wanna get it all scratched up and dirty. you buy it, but you're scared of dirty for it. Yes. You silly. So you need to put in the island table in the box and give back to production. I'm scared this is dirty. That's why I dare off use it. Gray có mua cái bàn làm bánh. Cái bàn này mình gọi là island table để mình làm tất cả các loại bánh, bánh mì ha, bánh muffin ha, bánh gì cũng làm được hết. Mình hỏi sao không làm thì Gray nói sợ nó dơ. Mắc cười. Đâu, anh ấy đã lăn được một củ khoai. Anh ấy đã lăn tròn cái cục bột đó. Rồi anh ấy lăn qua cái tờ giấy. Tờ giấy này gọi là tờ giấy thấm dầu. Mắc cười mua cái bàn làm bột mà không dám xài, sợ cái bàn nó dơ. Rồi bây giờ là 6 cái ổ bánh mì mà mình 6 cái cục bột mình nặn ra thành 6 cái bánh mì. Mình sẽ để cho nó trong vòng 1 tiếng nha các bạn. Trong vòng 1 tiếng. Cứ không biết cái miếng này cái miếng để lên nướng hay sao, hay là cái miếng để cán lăn bột hay sao. Cho mấy cục bột ngủ nha, đắp mền lại cho nó ngủ một tiếng. Đây là cái dĩa nước của bên trong. Bánh mì mình làm xong mình quét một ít nước lên trên bề mặt bánh mì. Bây giờ mình sẽ nướng nó trong ở nhiệt độ 450 độ nha. When they finish honey? 20 minutes. 20 phút nữa là xong, để mình coi cái sản phẩm mình có thành công không nha. À, mình sẽ chét một ít bơ lên ha, cho nó thơm thơm. Đây là bơ, thay vì người ta dùng cọ ta quét cái này mình dùng cục bơ trực tiếp mình quét lên luôn cho nó lẹ. Bởi vì bây giờ là 10 giờ 19 phút rồi, không biết lượng. Rất là biết lựa giờ để nướng. Gray rất biết lựa giờ để nướng bánh mì. Thử làm bánh mì đêm khuya lúc 10 giờ mấy. Nên thành ra là làm cách nào mà nó lẹ nhất có thể. Đó là lấy cục bơ chét trực tiếp lên cái ổ bánh mì luôn. Khỏi cần đem bơ vô microwave để mà làm cho nó tan chảy. All the side honey, yes, that is. That's why they can get, you can use on the butter honey. You use the fork honey. Sớm thì không làm. Đợi tới tối khuya gần đi ngủ, chuẩn bị làm. Đây là cách nướng bánh mì lẹ nhất nha. Không có phức tạp nha. Rất là lẹ nha. Mình chiếu kỹ cho các bạn xem cái ổ bánh mì nha. À, honey, I see the piece of the butter. Yeah. That'll be just fine. Đây, thành phẩm của ổ bánh mì của mình nha. Mới nướng xong. Đây là thành quả ổ bánh mì nè. Nhìn cái ổ bánh mì rất là giống hai đứa. Không nhớ, không nhắc như con số 11.
Thông thường bánh mì người ta sẽ có hai cách cắt bánh mì, đó là cắt hình hồng hoặc là cắt ở đằng trước mặt may ba nhát, gạch nó ba nhát. Nhưng mà bánh mì của Ray Pake thì Ray Paku thì cắt gồm một nhát ở đây, ba nhát ở trên mình, nên là cái ổ bánh mì là nó có đủ hai cách cắt luôn nha. Mình thể hiện sẵn cho một cái ổ bánh mì cho các bạn xem luôn nha. Đó, các bạn có thể cắt theo kiểu là ngang ba nhát ở trên thôi, khúc này các bạn khỏi cắt. Hoặc là các bạn có thể cắt bên hông cái ổ bánh mì. Còn cái này là muốn hướng dẫn các bạn cái cách cắt bánh mì á, nên là mình sử dụng 1, 2, 3, 4, 4 nhát luôn cho cái ổ bánh mì, là có hai cách luôn. Rồi bây giờ giây phút mình xé bánh mì ra nha. How do you feel it? Để mình bóp coi cái bánh mì nó có giòn không. What? It's needs more done. Theo nhận xét của mình là ok, nhưng mà đừng cái bột nó, cái chính giữa nó còn hơi bị dày quá. Needs more. I think you make bánh mì how to get in the middle, not a lot of this one here. I know. This one have to inside have to empty. Yes, I know. That's why I said this is the first time I made it, and this is now I know. Uh huh. At least one set, so I knew how